미친거. Nhiều người trong chúng ta vẫn có một niềm tin sâu sắc rằng mua hàng miễn thuế, duty free là ta đã có một món hời. Nghĩa là giá cả sẽ rẻ hơn hẳn so với mua ở cửa hàng. Vì sao ư? Đó là vì mua tại các cửa hàng trong sân bay sẽ được miễn thuế và giá cả của sản phẩm từ đó sẽ giảm xuống. Nhưng sự thật thì không hẳn là thế, bởi có trường hợp sản phẩm miễn thuế lại cao hơn ngoài thị trường cơ. Cùng tìm hiểu vài bí mật đằng sau hàng miễn thuế mà không nhân viên nào dám tiết lộ cho bạn. Không phải lúc nào hàng duty free cũng rẻ hơn ngoài thị trường. Chính xác là cửa hàng trong sân bay không phải đóng thuế sản phẩm. Nhưng hãy nhớ rằng chi phí để thuê mặt bằng tại đây rất cao và họ còn phải tranh đấu nhau để có từng mét đất trong sân bay ấy chứ. Vì thế đôi khi số tiền mà họ bỏ ra thuê mặt bằng còn cao hơn nhiều số tiền thuế chủ cửa hàng được giảm. Do đó mà nhiều khi giá hàng miễn thuế cao hơn hẳn so với lúc bạn mua ngoài cửa hàng. Ví dụ, tại cửa hàng chính hãng, giá gốc một chai nước hoa này là 84 đô, loại 75ml, khoảng 1,9 triệu. Nhưng tại sân bay New York, nó lại có giá 82 đô, khoảng 1,8 triệu. Ở Dubai là 114 đô, 2,5 triệu. Và ở Tokyo là 73 đô, khoảng 1,6 triệu. Giá chính thức trên web của chai nước hoa này là 2,7 triệu, 119 đô. Nhưng hãy xem mức giá chênh lệch đáng kể tại sân bay Delhi 107 đô, khoảng 2,4 triệu và Amsterdam 145 đô, khoảng 3,2 triệu. Đôi khi hàng miễn thuế lại được nhập lại từ cửa hàng chính hãng. Nhiều người tin rằng sản phẩm ở cửa hàng miễn thuế sẽ luôn là hàng nhập thẳng từ nhà sản xuất. Nhưng bạn có hay, đôi khi sản phẩm tại cửa hàng duty free này lại được cung cấp bởi chính cửa hàng. Có khác chăng chỉ là địa điểm bán hàng ở cửa hàng hay sân bay mà thôi? Hay nói đơn giản thì sản phẩm ở hàng miễn thuế cũng không khác gì sản phẩm ở cửa hàng chính hãng cả đâu. Không phải nhân viên bán hàng nào cũng chuyên nghiệp. Chỉ những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp mới được tuyển vào làm tại hàng duty free ở sân bay là niềm tin bất diệt của nhiều khách hàng. Thật tiếc là sự thật lại không được như thế. Bởi trên thực tế, nhân viên bán hàng ở sân bay cũng chỉ được tuyển dụng như trong cửa hàng. Đôi khi họ sẽ ưu ái hơn cho những trường hợp ứng cử viên ở gần sân bay hơn. Mặt hàng không được phong phú bằng, khách mua cũng vừa phải, nên doanh thu mà họ nhận được sẽ kém hơn với đồng nghiệp bán hàng ở store, cũng là điều dễ hiểu phải không? Khách hàng dễ bị dụ dỗ mua những thứ không cần ở hàng miễn thuế. Số liệu thống kê cho thấy khách mua ở các cửa hàng duty free thường rộng rãi hơn, nhưng đó chỉ là các mặt hàng như rượu, thuốc lá và nước hoa thôi. Nhiều người không tiếc tiền mua rượu, thuốc lá, nước hoa với số lượng lớn để dùng dần vì họ không bị đánh thuế. Còn các món hàng còn lại ư, họ sẽ lựa chọn tỉ mẩn và kỹ lưỡng lắm đấy. Hãy luôn luôn là người tiêu dùng thông minh. Với những bí mật mới được khai phá này, bạn có thể sẽ ngần ngại hơn khi mua hàng miễn thuế ở sân bay. Nhưng bạn đừng quá lo khi vẫn có thể tiết kiệm được đống tiền nếu ghi nhớ hai yếu tố quyết định giá sản phẩm này. Đó chính là địa điểm cửa hàng và tỷ giá ngoại hối ở địa phương. Bạn sẽ được món hời nếu mua đồ điện tử ở châu Á. Còn nếu đến Tây Âu thì hãy lựa chọn mỹ phẩm vì giá cả nơi đây sẽ rẻ hơn các khu vực khác. Để giúp tín đồ mua sắm, các nhà phân tích ở châu Âu đã liệt kê danh sách cho thấy bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền tại các cửa hàng duty free ở nhiều quốc gia khác nhau so với giá bán tại cửa hàng. Sân bay Saint-Exupéry, Lyon, Pháp 11,9%. Sân bay Charles de Gaulle, Paris, Pháp 11%. Sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan 6%. Sân bay Frankfurt, Đức 5,6%. Sân bay Gatwick, London, Anh 5%. Sân bay Barcelona, Tây Ban Nha 5%. Sân bay Barajas, Madrid
Tây Ban Nha 4,7%. Sân bay Fiumicino, Rome, Ý 4,7%. Sân bay Schönefeld, Berlin, Đức 4,6%. Hãy là người tiêu dùng thông minh khi check giá sản phẩm chính hãng trên web trước khi quyết định mua bất cứ món hàng nào ở cửa hàng miễn thuế. Bị sét đánh, tỉnh dậy chơi piano như thiên tài. Ông Tony đang nói chuyện điện thoại với mẹ của mình và bị sét đánh. May mắn thoát chết sau khi bị sét đánh không phải điều kỳ lạ nhất với Tony. Vì sau khi tỉnh lại, anh bỗng dưng có cảm hứng với đàn piano và âm nhạc. Anh đã mua một cây đàn và bắt đầu sáng tác những giai điệu tuyệt vời dù chưa từng học chơi piano trước đó. Tony cũng đã đến bệnh viện kiểm tra nhiều lần, nhưng không bác sĩ nào có thể lý giải sự việc kỳ lạ này. Nữ hoàng nóng bỏng. Người ta thường dùng từ nóng bỏng cho những cô gái có thân hình quyến rũ. Thế nhưng cô gái này được gọi là nữ hoàng nóng bỏng theo đúng nghĩa đen vì năng lực phi thường đến khó tin. Cô gái không muốn tiết lộ danh tính này có khả năng làm tan băng bằng tay trần sau khi bị điện giật. Đối với tất cả những người hoài nghi, cô thậm chí đã chứng minh bằng cách ngồi trên băng và làm cho nó tan chảy. Dị nhân điều khiển kim loại, Magneto. Nếu ai đã từng xem những tập phim bom tấn dị nhân thì cũng đều biết đến nhân vật dị nhân Magneto với khả năng điều khiển kim loại. Những tưởng đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng thì người ta lại vô cùng bất ngờ với khả năng của cậu bé Nikolai Kryachenko. Cậu bé Nikolai thường được biết đến với tên gọi dị nhân Magneto phiên bản ngoài đời thực. Bởi Nikolai có khả năng dùng cơ thể mình như một nam châm cỡ lớn và hút tất cả các vật bằng kim loại ở xung quanh. Dù các bác sĩ liên tục đưa ra những giả định như cấu tạo da dính hay máu nhiễm từ, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác nào được công bố về khả năng đặc biệt của cậu bé. Anh chàng có thể vẽ những mô hình toán học phức tạp. Vào năm 2002, Jason Patrice bị hai người đàn ông đánh trúng đầu khi anh đang bước ra khỏi quán bar, dẫn đến chấn thương hộp sọ. Sau đó anh bắt đầu nhìn thấy hình dạng kỳ lạ ở khắp mọi nơi và tự nhốt mình trong nhà suốt 3 năm vì điều đó. Jason nghĩ đến phát họa tất cả những gì mình nhìn thấy ra giấy và kết quả thật đáng kinh ngạc. Hiện tại anh có thể vẽ các mô hình toán học phức tạp mà không cần sự trợ giúp của bất cứ công cụ nào. Bỗng thành họa sĩ sau đột quỵ. Ken Walter đã phải đối mặt với nhiều cơn đau tim kinh khủng sau khi bị tai nạn vào năm 1986, khiến xương cột sống bị gãy hoàn toàn. Năm 2005, ông thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình, sống vật vờ bằng trợ cấp của chính phủ. Sau lần đột quỵ thứ ba, ông nghĩ đến việc viết một lá thư cho y tá. Nhưng thay vì viết ra, ông lại biến bức thư thành bức vẽ nguệch ngoạc. Bỗng dưng, người đàn ông này có khả năng vẽ tranh theo phong cách duo vô cùng điêu luyện. Và bây giờ, ông là chuyên viên thiết kế đồ họa hình quái vật cho các công ty game. Please pray for me. I was the black sheep.